Học viện Tư pháp và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 đã tổ chức chuyên đề hoạt động trải nghiệm Sống có đạo đức, sống theo pháp luật. Chương trình do luật sư Trương Thị Hòa thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chỉ gói gọn trong 30 phút nhưng những vấn đề xoay quanh về đạo đức, pháp luật đã được luật sư khéo léo giải thích và hướng dẫn các em rèn luyện việc suy nghĩ tích cực, sống có đạo đức, biến những suy nghĩ tích cực thành những hành động tích cực để vận dụng trong cuộc sống thực tế. Chương trình giáo dục học sinh theo các chuẩn mực đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi là một trong những nhiệm vụ được chú trọng trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thay đổi cách thức tiếp cận thông qua nhiều hoạt động thực tiễn như cách nhà trường đang làm hiện nay đã mang lại hiệu quả nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân. Việc bồi dưỡng chuyên môn thông qua dạy chuyên đề cũng giúp giáo viên hiểu rõ hơn, tự tin hơn, từ đó áp dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy.